Tiếp tập 61 của bộ truyện bắt đầu đánh dấu hoang cổ thánh thể. Đột nhiên lúc này từ phía sau có một bàn tay của ai đó dơ lên ba lá cờ. Sau đó ném về ba vị trí xung quanh nhóm người quân tiêu giao. Lập tức một trận pháp hình tròn được xuất hiện bao lấy bọn họ. Nhìn những ánh sáng sinh mệnh lực đang rơi xuống người mình. Quân tuyết hoàng kinh ngạc nghĩ. Tam tài tỏa linh trận. Đồng thời ngăn cách hơi thở. Còn có thể hồi phục linh lực bị tiêu hao. Ngay sau đó một bàn chân của nữ tử được đáp xuống nhìn thấy khương thánh y xuất hiện sau lưng mình quân tuyết hoàng ngạc nhiên kêu lên thánh y tiểu thư khương thánh y khẽ bảo đều qua đây ta sẽ đến giúp các ngươi trị thương sau đó nàng sử dụng linh lực tạo ra một quả cầu sinh mệnh rồi để quân trượng kiếm ngồi xuống mà tập trung điều chỉnh khí tức để chữa trị sau một lúc quân trượng kiếm mở mắt ra hắn lắp bắp hỏi cái đó thánh y tiểu thư nhìn quân tư giao đang lặng lẽ dạo quanh đám ma thi quân trượng kiếm hỏi tiếp với giọng đứt quãng thần tử hắn, đây là đang làm gì vậy? Khương Thánh Y khẽ giải thích, hắn đang quan sát, quân trượng kiếm ngạc nhiên lập lại, quan sát, Khương Thánh Y khó hiểu, các người không nhìn thấy bia đá ở lối vào sao. Nhắc đến vấn đề này quân trượng kiếm mới sợt nhớ ra miếng bia đá đó, sau đó đáp, ngược lại là nhìn thấy rồi, nhưng mà vì để đuổi theo tên tiểu tử cơ huyền kia, không nhìn kỹ nội dung phía trên. Nhìn về đám ma thi trước mặt, Khương Thánh Y giải thích thêm, những tiền bối này đều là đồng đội của Nguyên Thiên Chí Tôn, là nghĩa sĩ vì để chặn lại kẻ địch bên ngoài mà chết. Tiêu Dao đang quan sát, hồn phách của bọn họ có phải là bị giam cầm ở trên người hay không? Dạo bước xung quanh, quanh quan sát một hồi, Quân Tiêu Dao cũng nhận ra vấn đề mà thở dài một tiếng. Cậu sau đó quay trở lại nói với nhóm người bọn họ, nguy rồi, hồn phách của bọn họ vẫn bị sương mù giam cầm ở trong cơ thể thối rữa, mấy trăm năm đều vẫn chưa thể an nghỉ. Cho dù là bây giờ, hồn phách của bọn họ vẫn đối kháng với tà khí, không muốn chủ động làm người khác bị thương. Nếu không trượng kiếm tộc huynh e rằng đã chết ở dưới kiếm của những tiền bối này rồi. Nói xong quân tư giao quay sang quân trượng kiếm mà yêu cầu, trượng kiếm tộc huynh, cho mượn kiếm dùng một chút. Quân trượng kiếm liền cung kính dâng lên, cầm chất thanh bảo kiếm trên tay, quân tiêu giao nghiêm túc lia nhẹ một đường vào lòng bàn tay mình, sau đó bình thản lấy máu của mình phủ lên bề mặt thanh kiếm nhìn một màn này quân trượng kiếm hốt hoảng hét lên công tử đột nhiên quân vạn kiếp từ phía sau xuất hiện đánh gãy đừng vội hắn nhíu mày nghiêm túc bảo xem cho kỹ nhìn những bệch máu của quân tư giao rơi vương vãi ra xung quanh hắn nói bổ sung với sự mong chờ xem thử người mà chúng ta đi theo rốt cuộc là một người như thế nào một phần máu của quân tư giao rơi xuống chỗ có khí tức của tà khí lập tức một ngọn lửa liền bừng cháy lên thiêu đốt nó Quân trượng kiếm toát mồ hôi hột kinh ngạc. Máu của công tử đang còn thiêu cháy tà khí. Nhìn ngọn lửa đang bùng cháy xung quanh, quân tiêu giao cười lạnh bảo, hoang cổ thánh thể, trí cương trí dương, vạn tà bất nhập. Cậu sau đó siết chặt thanh kiếm trong tay hướng về đám ma thi mà nghiêm túc nói, ta sẽ đến làm đối thủ của các người. Những con ma thi bị thách thức liền xuất hiện dị động, sau đó bọn chúng dơ lên vũ khí mà từ nhiều hướng lao đến tấn công. Những con ma thi lúc này đều nằm trong tầm mắt của quân tiêu dao cậu hô lớn phần thiêu tịnh hóa chiêu sang thế giới trong lòng đất này dứt lời một ngọn lửa liền được chém ngang ra tiếp đó quân tư giao sử dụng đến thể chất hoang cổ thánh thể trích huyết vi viêm cậu vung kiếm lên một cái liền có vô số ngọn lửa bao lấy những con ma thi này lại đến khi quân tư giao hạ kiếm xuống thì tất cả những con ma thi nơi đây đã chìm trong biển lửa lúc bị thiêu đốt những con ma thi này mới lấy lại ý thức mà quỳ một chân xuống đất bọn họ tay cấm kiếm xuống đất trong vô cùng anh dũng đến khi thân xác sắp tan rã nhưng từ ánh mắt bọn họ vẫn lộ ra sự bất khuất kiên định cuối cùng tất cả cũng tan biến chỉ để lại những thanh kiếm đang cấm trên nền đất đột nhiên quân tư giao ngước mắt lên như nhận ra điều gì đó lúc này tất cả thần hồn từ thân xác của đám ma thi đang cúi đầu nhìn mình nhìn cảnh tượng khó gặp trước mắt nhóm người bọn họ đồng thời chấn kinh hết lên trời ơi tất cả đều là thần hồn của tu sĩ trăm năm trước lúc này quân tư giao cảm kích lên tiếng nghĩa sĩ hùng hồn hậu nhân trong lòng kính trọng nghe được lời này một trong số thần hồn ở đó liền chú ý đến khi này bên dưới quân tiêu giao đã cuối người cung kính nhóm người quân trưởng kiếp thấy vậy cũng bất đắc dĩ làm theo thần hồn tóc dài lúc này dùng ánh mắt nhìn sang thần hồn tóc ngắn ngầm trao đổi ý gì đó thần hồn tóc ngắn liền hiểu ý gật đầu sau đó hắn hạ người đáp xuống trước mặt bọn họ chợt quân tiêu giao kêu a à lên một tiếng đầy bất ngờ khi thấy thần hồn tóc ngắn quỳ dưới đất hai tay cung kính dâng lên một thanh kiếm quân tư giao kinh ngạc tự hỏi đây là truyền thừa của nguyên thiên trí tôn để lại cho người có duyên Thần hồn tóc ngắn liền gật đầu xác nhận quân tư giao liền không chút do dự mà đưa tay nhận lấy đúng lúc này một tiếng bíp được phát ra ngay khi quân tư giao nhận lấy thanh kiếm thì một sợi xích xuất hiện trói buộc lại với cậu hệ thống cũng đồng thời vang lên ký thành công nguyên thiên trí tôn rất cảm ơn ngươi đã giải phóng cho đồng đội của hắn chúc mừng ký chủ đã giành được phần thưởng nguyên hoàng đạo kiếm âm thanh hệ thống vừa dứt liền có một đạo ấn ký xuất hiện giữa chán quân tiêu dao khiến cậu không khỏi trợn mắt kinh ngạc